đất nó khô nứt hay. Tưới cái là nó giọt lên. Tắt rồi đó. Này chảy 2 sợi dây. Đây sợ, đó sợ. Dạ. Bốn điều nè. Bốn sợ. Cái này tứ khoảng cỡ ngàn tứ. Tứ tài là ngày đó. Bốn kia là mau lắm. Bốn kia 15 phút là tắt máy. Mà cái này là tứ nguyên một ngày luôn hả chú? Ngày luôn á. Chú Năm trồng thuốc được bao lâu rồi chú Năm? Tôi trong cái đội chúng tôi trồng cũng là ba mấy bốn chục năm rồi. Dạ, mà tại sao hả lại chú Năm trồng thuốc được bao lâu rồi chú Năm? Dạ, chúng tôi trồng thuốc Năm này được 40 năm. Dạ. À, tại sao hả mà chú Năm hay là có thể hay là nhờ cái động lực nào hay mà chú Năm đã gắn bó với việc trồng thuốc Năm hay là hơn 40 năm này? Dạ. Thì mình hồi trước trước là tiên mình cũng bệnh rồi cái mình đến nhà thuốc Nam á là mình phải hút thuốc trị bệnh, mình thấy thuốc Nam này nó người miền Nam mình uống thuốc nó kết quả rồi mình mới thấy vậy, rồi mình phải đi sưu tầm rồi đi trồng những cái thuốc này để cho mấy ông thầy á hút cho đồng bào mình uống để trị các cơn bệnh. Rồi sau khi mà cái quá trình thế mà làm như thế mấy chục năm á thì chú Năm cảm thấy là có gì mình giúp được bà con thì cái chú Năm cảm thấy như thế nào? Thế mình làm càng ngày nó càng là nhiều rồi bệnh càng ngày nó hết thì mình thấy phấn khởi gì trước gì mình làm mình cũng mừng. Mình cũng rủ anh em để làm chung với mình cho nhiều lên. Khi mà làm như thế mình sưu tầm cái thuốc Nam mình trồng như thế thì có gặp những cái khó khăn gì không chú Nam? Đầu tiên làm thì cũng làm một số ít đất nhà mình làm, sau này thì mình thấy nó có hiệu quả đó, người ta cái cho mình mượn đất làm, có lúc thì mình cũng cố mướn làm. Rồi kinh phí thì cũng nhờ các mạnh thường quân giúp, có nhiều khi người ta tiếp giúp mà không đủ thì mình mướn đất gãy mình làm để mình lấy cái tiền đó mình chi phí phân như cái thuốc thì không có thuốc bảo vệ thực vật thì nó không có xài để phân không. Vậy là cái phương tiện để tưới rồi đó thì nó đang thiếu thốn những phần đó. Vậy là cái khó khăn đó là nó tập trung chủ yếu về hay là cái vấn đề hay là cái phần kinh phí. Phí thì cũng đang hạn hẹp lắm. Mà chú nói là khó khăn về phần kinh phí mà cụ thể là chỗ tưới hả chú? Dạ, giờ tưới giờ là lúc hạn hán này phải cần nó như lắm. Tại mỗi một lúc mà mình tưới thường đó là một ngày trời, nếu mà có phương tiện mình tưới chỉ là nửa tiếng đồng hồ là mình đi đắp cát, còn mà phương tiện mình tô cho thì tưới cả ngày trời mới được đắp. Đúng mà có đặt sẵn rồi đó, mau. Ở mà tổng là ở cái khu vực An Giang, ở cái khu vực Trà Mới An Giang này là mình trồng mình chăm sóc khoảng cao bao nhiêu công đất và là tập trung nhiều vào những cái loại thuốc gì chú Năm? Nếu tổng diện tích mà trồng thuốc Nam ở chợ tụi tôi trồng ở tụi Gia Mới này là nhiều xã Bồ Bồ rồi Nghệ thì cũng 30 công, rồi các thứ khác như rau dừa cạn này cũng gần chục công, rồi é tía tí tô cái lồng ngựa thế đó thì nó ít hơn cái Bồ Bồ. Để cho lúa đó mình dễ trồng hơn cái loại mà trồng trên cạn với phần tưới mình trồng trên ruộng lúa chỉ khai nước vô thôi khỏi tưới tăng gì hết. Cái nguồn thuốc á, mà sau khi mà mình trồng rồi mình thu hoạch đó thì nó sẽ đi về đâu chú Năm? Thì trong sau khi thu hoạch thì mình đem anh em lại là
chặt đem xe là chở về các nơi mà nó chặt khô lại để vô cái kho, rồi ở các nơi ở đâu lại mình cũng cấp hết, nếu mà thiếu nhu cầu thuốc gì thì mình cấp hết. Rồi thuốc mình trồng như thế là cả trăm công gồm nhiều loại khác nhau, thì cái nhưng mà nó sử dụng là nó có đủ không chú? Đâu đủ, rồi mình mất đi là sưu tầm thêm, tại vì trong cái bài thuốc thì nó có nhiều vị, mấy chục vị cũng có, mười mấy vị cũng có, mà mình trồng là đâu có đủ. Phải đi sưu tầm thêm, đi sưu tầm các tỉnh ở miền Trung á. Dạ. Các loại là dược là nó quý hiếm hơn. Chú Năm cho con hỏi là mong muốn trong tương lai á, đối với cây thuốc nam á, thì chú Năm mong muốn điều gì chú Năm? Thì trước nhất mình mong muốn cho đồng bào mình hết bệnh, để lo là phục vụ cho gia đình, nếu mà có không có cái gì khổ bằng bệnh hết. Không bệnh thì cái gì mình làm gì cũng được. Trong cái ý tưởng mình mong muốn là trong cái việc là sống trên đời này là không có cái gì mà khổ bằng bệnh, cho nên tụi tôi thấy vậy là mà cố gắng để lo, vừa đi sưu tầm vừa trồng thuốc để cho đồng bào mình không có phải mắc cái bệnh nữa. Dạ. Chú Năm có còn có gì chia sẻ đối với nhà tài trợ nhân dân bên Mạnh Thường Quân, chú Năm có còn gì muốn chia sẻ đối với những Mạnh Thường Quân hoặc là bên nhà tài trợ, nếu mà họ có thể hỗ trợ thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta được gì để cho chúng ta có thể hoàn thành được hay là phát triển cây thuốc nam được tốt hơn không chú Năm? Thì anh em chúng tôi làm đây thì cũng cần sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, tiếp sức là những cái phương tiện để tưới và nên thuốc nó không thu hoạch nó kém, thì nhờ các Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp thì tụi tôi mới làm bền vững được. Rồi thôi, tụi con cảm ơn chú Năm.